Cảm ơn anh, em vui lắm. Em yêu anh rất nhiều, anh biết chứ. Em có thể làm bất cứ thứ gì vì anh. Xin lỗi anh chị ạ, thẻ của anh chị bị khóa rồi ạ. Sao cơ? Sao lại có thể bị khóa được? Chắc là do lỗi hệ thống thôi. Cô thử lại giúp tôi với. Dạ vâng, để em thử lại ạ. Anh ơi, không được ạ. Alo. Sao cơ? Có chuyện gì thế anh? Công ty anh phá sản. Anh mất hết rồi. Mất hết là sao? Vài phút trước anh còn vừa cầu hôn em mà. Giờ anh phá sản rồi, em lấy anh kiểu gì được đây? Hồi nãy em nói em có thể làm mọi việc vì anh đúng không? Bữa ăn này em có thể trả tiền giúp anh được không? Anh bị điên rồi à? Giờ anh còn có thể nói về chuyện này sao? Anh xin lỗi anh chị, nếu hai người không thể thanh toán bàn này, tôi buộc phải xử lý hai người theo cách của nhà hàng thôi. Anh ta là người đặt bàn, cũng như là người gọi đồ ăn và gọi rượu, nên tôi chẳng liên quan gì đến cái việc thanh toán này cả. Nếu cô muốn xử lý, thì xử lý một mình anh ta thôi. Chị ơi, nhưng mà chị là người dùng bữa cùng anh ấy mà. Cô đang bênh một vị chủ tịch vừa bị phá sản đấy. Đúng là người nghèo luôn biết cách để bảo vệ lẫn nhau. Thảo, để tôi gọi cho ông chủ nhà hàng đến để xử lý. Chị ơi khoan đã, em để em trả tiền hộ anh ấy ạ. Cô bị điên à? Cô biết bữa ăn này đáng giá bao nhiêu tiền không? Nó bằng cả mấy tháng lương của cô đấy. Em biết ạ. Được thôi, vậy cô thanh toán đi. Tại sao cô lại giúp tôi? Cô vừa nghe rồi đấy. Tôi bị phá sản. Tôi mất tất cả rồi. Tôi chẳng còn gì nữa cả. Cô cầm chiếc đồng hồ này đi. Chiếc đồng hồ này giá trị gấp 3 lần bữa ăn ngày hôm nay đấy. Coi như là tôi trả cho cô. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi muốn giúp đỡ anh ấy, vì anh ấy là một vị khách quen ở đây, là một người tử tế, tôn trọng tôi hơn tất cả những người mà tôi từng gặp. Tôi để ý anh ấy từ rất lâu rồi, nhưng anh ấy không hề biết điều này. Và chiếc đồng hồ anh ấy đưa cho tôi
cũng có dụng ý cả rồi. Chỉ có tôi là không hề hay biết. Hùng, xin hãy giúp tôi. Cậu là người bạn thân nhất của tôi. Bây giờ tôi đã rơi vào đường cùng rồi. Cậu có... Hùng. Alo. Alo. Anh có ổn không? Tôi vừa uống chai rượu đắt tiền nhất trong nhà hàng này. Và bây giờ tôi trở thành kẻ không một xu dính túi. Không có đâu một đồng để bắt taxi về nhà. Tôi không thể giúp anh, nhưng tôi có thể chở anh về nhà đấy. Đây rồi. Xin lỗi anh không vào được. Anh là ai? Tại sao nhà tôi lại không vào được? Tôi là người của chi cục thuế. Nhà của anh đã bị niêm phong, anh không thể vào được. Sao cơ? Nhà của tôi bị niêm phong á? Nhưng mà ngay bây giờ tôi cần phải vào nhà của tôi. Nếu như anh cố tình chống đối, tôi sẽ gọi người đến bắt anh đấy. Tôi không quan tâm. Thật là không thể tin được. Chỉ trong vài giờ mà đủ thứ chuyện tồi tệ xảy ra với tôi. Giờ ngay cả nhà tôi cũng không được vào. Anh cứ gọi người đến bắt tôi đi. Anh ơi. Xin lỗi anh ạ. Anh ấy đang không được bình tĩnh vì những chuyện vừa xảy ra. Mong anh thông cảm ạ. Anh Hiếu. Tại sao cô ta lại được vào nhà của tôi? Thì vợ sắp cưới của anh đang vào lấy đồ cá nhân. Cô ta không phải là vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy nói dối đấy. Tôi mới là vợ sắp cưới của anh ấy. Cô mới là kẻ nói dối. Thì rốt cuộc ai mới là vợ sắp cưới của anh? Đây mới là vợ sắp cưới của tôi. Vậy thì xin lỗi cô. Cô có thể đi, nhưng chiếc vali này phải để lại. Chưa bao giờ tôi gặp cô gái này. Nếu như cô ta nói dối anh để vào được nhà tôi, thì tôi chắc chắn là cô ta đang có ý đồ xấu rồi. Không, hai người đó đang nói dối đấy. Tôi chính là vợ sắp cưới của anh ta mà. Đây là đồ đạc của tôi có quyền mang nó đi. Rất tiếc là cô không thể. Anh sẽ phải hối hận vì chuyện này. Giờ anh tính đi đâu? Cứ đi thôi. Dù sao thì cũng không thể ở đây được nữa. Vậy anh đi theo tôi. Đi đâu? Thì về nhà của tôi. Dù sao thì ngày hôm nay của anh cũng đủ tồi tệ rồi. Tôi nghĩ là anh cần một giấc ngủ ngon để lấy lại tinh thần đấy. Cô có bị điên không? Cô thậm chí còn không biết tôi là ai. Tôi có thể là một kẻ điên, và cũng có thể là một kẻ giết người hàng loạt.
sao cô dám đưa tôi về nhà? Vậy thì anh cũng nên biết rằng tôi có đai đen karate đấy. Và nếu như anh có ý định hãm hại tôi thì e rằng người bị đau sẽ là anh đấy. Tự nhiên cô làm tôi thấy sợ đấy. Thôi được rồi, đi thôi. Anh ngồi đi. Nhà của tôi hơi cũ, không đẹp như những nơi anh từng ở. Anh thông cảm nhé. Từng ở à? Cô đúng là biết cách nói chuyện đấy. Tôi đã từng là chủ sở hữu của rất nhiều căn nhà. Nhưng bây giờ tôi chính thức là một người vô gia cư. Đến một căn nhà tôi còn không có. Như vậy tôi còn thảm hơn cô nhiều đấy. Anh có thể ở lại đây và sẽ không trở thành người vô gia cư nữa. Như vậy anh chỉ thảm bằng tôi thôi. Tại sao cô lại giúp đỡ tôi nhiều như vậy? Tôi hiểu cảm giác tuyệt vọng khi không có ai ở bên cạnh. Tuy là tôi không giàu có rồi phá sản như anh, nhưng tôi hiểu cảm giác không có nhà, không có tiền, không có ai ở bên cạnh. Tất cả những cảm giác anh đang phải trải qua thì tôi đã trải qua rồi, nên tôi muốn giúp anh thôi. Cảm ơn cô. Tôi sẽ trả ơn cho cô. Nhưng hiện tại thì tôi chưa có tiền, nên tôi sẽ bắt đầu bằng việc sửa những món đồ bị hỏng trong căn nhà này. Được chứ? Sao cơ? Anh biết sửa? Tại sao lại không? Tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi được tận mắt chứng kiến chủ tịch một tập đoàn lớn như anh sửa đồ cho tôi đấy. Cô còn phải bất ngờ nhiều về tôi đấy. Được. Nếu anh nói như vậy thì anh sửa hộ tôi cái vòi nước nhé. Được thôi. Nhưng mà cô cho tôi mượn chút đồ nghề nhé. Ok, đi theo tôi. Kỳ lạ, đây cứ như một giấc mơ vậy. Tôi đang đón Tết với một người chồng mới phá sản. Anh ấy không còn gì trong tay, nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy vô cùng yên tâm và an toàn. Cô về rồi đấy à? Vâng. Sao? Cô thích sự thay đổi đấy chứ? Cảm ơn anh. Nhưng anh lấy đâu ra tiền để thay đổi căn nhà giúp tôi thế? Thực ra là tôi thu được một chút nợ cũ từ những người quen, nên tôi đã tạo bất ngờ này cho cô. Gần Tết rồi, mình cũng phải trang trí lại nhà cửa chứ, đúng không? Vẫn còn một bất ngờ nữa đấy. Bất ngờ gì vậy? Chờ tôi một chút. Đến chưa ạ? Đến rồi, đến rồi. Cô mở mắt ra đi. Wow. Tôi đang có một đầu bếp như kiểu ở trong nhà hàng 5 sao vậy. Mời ngồi. Cảm ơn anh.
trả ơn cô. Tôi có thể đóng thêm nhiều vai khác nữa. Cảm ơn cô. Khi mà tôi gặp biến cố, tất cả đều rời bỏ tôi. Nhưng tôi thật may mắn khi mà được gặp cô. Nếu như không có cô ở bên cạnh, tôi không biết tôi sẽ ra sao nữa. Thôi anh đừng nói như vậy. Dẫu sao thì tôi cũng chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường thôi. Không có gì là bình thường cả. Cô là một cô gái tốt nhất mà tôi đã may mắn gặp được. Bây giờ cô thử tưởng tượng, nếu như có một anh chàng, anh ấy vừa phá sản và mất hết tất cả, nhưng anh ấy muốn mời cô đi ăn tối. Cô nghĩ sao về lời đề nghị này? Tôi rất mong được gặp anh ấy vào tối mai. Vậy thì đêm nay cô còn muốn tôi đóng thêm vai gì nữa? Tôi rất sẵn lòng thưa bà chủ. Thôi anh đừng làm thế, tôi ngại lắm. Hôm đó em đã vào nhà anh ta rồi, nhưng mà em không tìm được dữ liệu mà anh bảo. Sớm muộn gì bên thanh tra cũng sẽ phát hiện ra báo cáo đó là sai, và biết Hiếu không ăn cắp, không trốn thuế hoặc bất cứ thứ gì cả. Giờ chúng ta phải làm sao? Anh cần em vào lại ngôi nhà đó và tìm được tủ mật mã của cậu ta. Có thể sẽ có dữ liệu ở trong đó. Anh cần em nhanh chóng tìm được dữ liệu trước cảnh sát. Chết tiệt, nếu lần đó cô ta không xuất hiện thì bây giờ mọi chuyện sẽ không khó khăn như thế này. Cô ta là ai? Này, cô không đi làm việc đi, đứng đây làm cái gì? Chính là cô ta đấy. Tốt nhất là cô nên im lặng và đi theo tôi. Bỏ tôi ra. Không. Và cả cô nữa. Tại sao hai người lại ở đây cùng nhau? Chính hai người họ thông đồng với nhau để hại anh phá sản đấy. Tôi nghe thấy họ nói họ muốn tìm kiếm gì đấy trong nhà của anh. Im mồm. Buông tay cô ấy ra. Đây là cái giá mà tôi phải trả khi mà tôi đã tin tưởng hai người sao? Bây giờ tôi mất tất cả, và ngày hôm nay tôi ở đây, tôi sẽ khiến cho cậu chịu kết cục giống như tôi. Anh Hùng, cô tự lo cho bản thân mình đi. Anh Hùng ơi, đợi em với. Hai người họ đã đi cả rồi, vậy ai là người thanh toán bàn này đây? Mà lạ thật đấy, sao tất cả rắc rối đều xoay quanh cô vậy? Từ ngày mai cô không cần phải đến đây làm việc nữa, cô chính thức bị đuổi việc. Chị ơi,
Tôi xin lỗi vì tôi và cô bị đuổi việc. Tôi không sao, tôi sẽ tìm một công việc mới thôi. À, lúc nãy tôi có nghe hai người họ nói là họ đang tìm cái dữ liệu gì đấy bên trong két sắt ở nhà của anh. Và hình như thứ đấy có thể giúp được anh thì phải. Cô còn nhớ chiếc đồng hồ mà tôi đưa cho cô không? Tất cả những dữ liệu quan trọng tôi đều để ở đó. Nói như vậy tức là anh đoán trước được tình hình rồi đưa nó cho tôi à? Tôi nhớ có lần cô nói cô đã bán chiếc đồng hồ này rồi cơ mà. Tôi nói như vậy là bởi vì tôi không muốn anh biết. Tôi giữ nó để luôn nhớ đến anh thôi. Anh sẽ không bao giờ để mất chiếc đồng hồ này. Và cũng sẽ không bao giờ để mất em nữa. Ăn xong mình đi sắm đồ Tết nhé. Vâng ạ. Xin lỗi, thẻ của anh chị bị lỗi, không thể thanh toán được ạ. Sao lại có thể như vậy được? Chị kiểm tra lại giúp tôi với. Tôi đã thử 3 lần rồi ạ. Dạo này gần Tết, ngân hàng hay bị lỗi hệ thống lắm. Điện thoại của em cũng vừa báo là sẽ tạm hoãn giao dịch trong vài giờ. Còn tiền trong thẻ thì không sao đâu. Chị ơi, cho em gửi tiền mặt nhé. Mình về đi anh.